mời các bạn đến với set đấu thứ hai, kèo 4-4 nha các bạn. Phía bốn bên này biên phải Tí Móm, biên trái Kiệt và chuyền hai là Thương. Quá tốt. Phía bên kia lưới biên phải Sĩ Đăng, biên trái Tính Chu, giữa An và chuyền hai là Nghĩa. Điểm 2-1. Điểm 2 đều. Quả bóng không qua lưới, điểm 3-2. Chẳng bóng tốt, điểm 4-2. Điểm 3-4. Phá bóng ngoài. Điểm 5-3. Điểm 4-5. Động tốc, điểm 6-4. Phá bóng không lưới, điểm 4. Bỏ bóng tốt, điểm 5 đều. Động tốt, điểm 6-5. Điểm 6 đều. Quá tốt. Và nổ sân của Sĩ Đăng. Điểm 7-6. Thank you.
điểm 7 đều. Lọt trắng. Điểm 8, 7. Điểm 9, 7. Bóng lọt qua luôn rồi nghe các bạn. Điểm 10, 7. Điểm 8, 10. Phá bóng không qua lưới, điểm 11, 8. Điểm 12, 8. Điểm 9, 12. Quá đẹp. Điểm 13, 9. Điểm 10, 13. Quá đẹp. Thêm một điểm 14, 10. Phá bóng không qua lưới, điểm 11, 14. Kết thúc set đấu thứ hai, đội Sĩ Đăng thắng nhau ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.